đi gạt đang lấy tiền ăn mà có ăn tiền của ai đâu. Mà hỏi chứ có 5 tuổi mà có biết cái gì mà người ta 5-70 tuổi mà còn chưa biết đọc vài bài kinh mà bé Trường Lam đọc hết trơn. Rồi đêm đó tôi có nghe là tôi dòm tôi thấy tôi biết luôn, ở trên nói là đệ tử của mẹ Quan Âm tái kiếp lại đó. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con có nhân duyên đến nhà của chú Hai đây. Và cũng được biết chú Hai đây cũng là người tu hành 30 mấy năm nay rồi. Chú cũng biết được những cái gì quyền bí của Đức Phật chỉ dạy. Thì hôm nay con đến đây để nhờ chú chia sẻ lên về bé Tường Lam. Thì con nghe nói trên mạng thì là bé Tường Lam là một vị Phật già Lam xuống đây là đệ tử của Quan Âm gì đó. Rồi bây giờ thì cộng đồng mạng xôn xao và bè như là bình luận về bé Tường Lam này kia gì đó. Thì hôm nay con đến đây để nhờ chú chia sẻ lên là có đúng như là người ta đồn không, bé Tường Lam có phải